Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói: chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi mở cánh cửa lòng, để cho trời đất mênh mông hiện vào, đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm.